Ủa chắc ở đó vâng yêu. Hello, xin chào tất cả mọi người. Ok, và hôm nay anh em mình lại tiếp tục gửi đến cho các bạn một món âm thực ở đây. Và hôm nay anh em mình đã bắt về nhà gà nhà mọi người, gà nhà mình nuôi luôn, không phải anh em mình. Và đây anh em mình có công việc để giúp mình mọi người, để làm lại cái nhà anh em mình gọi là nhà kho nhà lúa mọi người, nhà lúa gì đấy. Ok, và anh em mình sẽ đái mấy em ở đây một con gà khô mọi người, khá là lớn ở đây này. Đấy, và mình sẽ mời tất cả các bạn cùng thức với anh em mình. Đấy, thì lẽ ra anh em mình tính định quay ngoài kia, nhưng mà ngoài đây mưa mất rồi mọi người, thì không quay được, chỗ đây rất là ướt luôn, đây có mưa một xíu thôi mọi người. Đấy, thì không đi tiên thuyên nữa, bây giờ anh em mình sẽ đánh chen come on này. Mấy cái công đoạn mà để làm được các kiểu mọi người mình không có quay lên, tại vì mấy cái đấy cũng làm cũng đơn giản lắm. Đấy, thì không có gì hơn, thì mình cảm ơn tất cả mọi người đã luôn theo dõi anh em mình trong thời gian vừa qua. Và anh em mình sẽ cố gắng ra nhiều video hơn nữa để cho mọi người cùng xem. Mọi người thấy hay thì để lại một like và share kèm theo một đăng ký kênh để ủng hộ anh em mình. Bây giờ thì xin mời tất cả các bạn cùng thưởng thức món cháo này nhá. Cháo anh em mình đã mọi người có thể thấy này. Đầu cánh gà, nó đầu cổ cánh này kia anh em mình đã chặt khúc để anh em mình nấu cháo hết đó mọi người. Đây, ở đây thì anh em mình đã chuẩn bị một chén nước chấm rất là ngon ở đây, muối tiêu chanh mọi người. Ok, thì bây giờ mời tất cả các bạn cùng thưởng thức nha. Rồi, mời mấy đứa. Để cháo này, cháo thì anh em mình đê ngoài tô kia mọi người. Miếng bự vậy cũng được. Ok, mời tất cả các bạn nhá. Ăn đi mấy đứa. Để rau này, mình chia rau đều đây. Này, đây, bên này này. Đấy, nhiều mình không tham. Ok, đây, mời tất cả bạn miếng cháo nha. Mời các bạn anh nha. Ngon. Này anh em mình đi làm rất là mệt mọi người. Về anh em mình làm cái món này ăn ngon, cực ngon luôn. Ngon luôn bạn ơi. Chúng ta thấy hôm nay anh em mình chơi miếng bự như này mọi người. Đây này. Ôi, mời các bạn nhá. Ngon. Ngon kinh khủng khiếp luôn cái món gà này. Ôi giời ơi. Mày đi tự nhiên đi. Ăn tay. Tay thì đã rửa sạch sẽ rồi mọi người. Còn một. To không luôn các bạn ơi. Gà nữa. Mà ăn như này nữa. Với những bạn kêu anh em mình ăn như chưa bao giờ được ăn. Mà anh em đang đói nhưng ăn rất nhiệt tình luôn. Phần chân, phần lông anh em mình nấu cháo hết nha mọi người. Cháo thì đang đầy một xong ở phía sau mọi người ạ. Mình không cho. Mình để cái xong lớn kia vào đây thì nó đã che hết cái phần chỗ đây rồi. Tại vì anh em mình hôm nay anh em mình lấy cái băng này nó hơi nhỏ. Rồi, món này ăn cực ngon luôn. Mẹ ăn rưng lộn. Hai đứa che nhau đi. Lấy kéo này đấy. Gà cô mọi người thấy chưa? Có hai quả trứng này. Ok, cắt đây. Để một đứa một cái này. Anh thì anh nhiều lắm rồi. Bây giờ hai đứa ăn trứng nữa. Trứng gà cua mà có trứng rồi mọi người. Cay nhỉ. Hơi cay à. Tức là gà mình nuôi mọi người đem đi nướng thì gà mái thì mình nướng nó ngon hơn mọi người. Gà cua thì nướng tại vì gà này nó già rồi ấy. Mình nướng nó cực già luôn. Nó là gần một năm gì đấy mọi người. Okay. Cái video mấy cái công đoạn mà nhìn em giết mua gà thì vì một số chính sách của YouTube nên anh mình không có quay lên mọi người. Nên anh mình sẽ quay lên cái ăn như này thôi. Lâu bữa mình tải các em mình.
nhà sát đường nên hơi ồn ào, người ta đi xe. Đây mọi người xem thông cảm nhá. Hành ngon. Đây cháo này mọi người. Dùng như canh heo luôn. Nên mình nấu xong mình để nguội cũng khá là lâu mà bây giờ vẫn còn nóng mọi người. Nó cay. Tiêu cũng khá là cay, thêm ớt nữa mọi người. Mọi khi anh em mình quay ăn như này mọi người, mẹ em tụi mình thì rất là ít nói luôn, tại vì nói không có được ấy, không biết mơ mồm, không biết nói câu gì luôn, nên là nói thì hơi ít, mọi người thông cảm nhá. Thứ hai nữa là ăn nói không được lưu loát nữa mọi người, mình thì cũng ăn nói cũng không được lưu loát mấy, nhưng mà cố nói mọi người. Bắt tay. Mẹ bỏ một quả chanh mà ôi nó chua mọi người. Đây mình ăn kiểu Thái Lan mọi người. Đây Thái Lan họ lấy cái lá hành ăn như này này. Đây, mấy cái bộ phần mê, lông mê ở trong đây hết mọi người. Lâu lắm mới được ăn ngon như này mọi người. Không phải ngày nào cũng ăn như này mọi người nhá. Ăn như này thì thôi phá sản hết. Mình thấy miếng thịt này. Ôi giời. Sáng giờ ăn chưa được miếng cơm nào hết đó mọi người. Nên mình lo làm nên cũng có ăn nhưng mà ăn ít thôi mọi người. Bây giờ ăn như này mọi người xem thông cảm nhá.
mình thấy nó cay ra cái nước mắt này. Chấm này. Đây mời các bạn nha. Cay. Cay ra cả nước muối luôn mọi người. Nó vừa nóng vừa cay nữa, ăn khó chịu lắm mọi người. Ăn này cho tôi phải khỏi ăn cơm nhỉ. Nó tới sáng mai luôn mà. Mời mọi người ăn chân rồi. Dài lắm. Siêu to. Mời. Đây mọi người, còn một nửa đây này. Rất là nhiều thịt luôn này. Sẽ mình ra trước này. Con lụa. Cay à? Ok, thì cái thời lượng video clip anh em mình đến đây khá là dài. Các bạn hãy để lại một like và cảm thấy một đăng ký kênh để ủng hộ anh em mình. Còn bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Và anh em mình sẽ nghỉ rồi đánh chén hết một nửa con gà này nữa mọi người. Ok, mọi người nhớ đăng ký kênh nha.